Chắc là cũng trình bày qua quý vị hiểu rõ cái gia đình, cái hoàn cảnh, tức là cũng vô nhiều những nghiệp ác, nhiều kiếp, cho nên mình ra cái lao đao, ăn chay mấy chục năm mà không có pháp tu, đi hết chùa này đến chùa nọ không có cách tu vẫn khổ đau. Lúc Tết xuống cũng sẽ chia sẻ rất là nhiều ông gia trái chủ trong bản thân gia đình mà bây giờ tu cho nên thành ra nói chuyện. Cho nên chúng ta phải hiểu một điều, dòng cho con người đó cực ác. Cực ác như là la bóc, tức là tiền thân của Đức ngày một kiền liên giết mẹ, đưa mẹ cha lên trên rừng để đập cho chết, bây giờ cha mẹ bị hùng. Ác như là la bóc, ấy thế mà thỉnh ngộ la trở thành vì một kiền liên tại hiếu. Chúng ta đừng có mang những cái gương, một cái ký là người đã ác là mãi mãi là ác, người đã xấu mãi mãi là xấu, người đã hư mãi mãi là hư. Mà gì? Tu là chuyển nghiệp. Muốn làm sao chuyển nghiệp? Chỉ có niệm A Di Đà Phật. Chuyển cái nghiệp mà đeo cái máy chúng tôi cho trong người, lúc nào cũng nghe tiếng niệm Phật mà té xuống, chúng tôi thấy cái mặt người đó là nó sưng mà ít con mắt, chúng tôi lên nhìn mà nó lạnh lùng luôn. Thế mà 6 ngày sau đi về, quý vị thấy không? Cho nên chúng ta có tu, chúng ta mới có lòng vị tha, mới hiểu, mới thông cảm và mới có thể chia sẻ cùng chúng ta tu tập được, đúng không ạ? Đó thì đây là người mà chúng tôi cảm giác thấy hai vợ chồng sắp xếp rồi, cô thì ở bên nữ, chú thì ở bên nam, có hẹn như vậy thì chúng tôi sẽ nhận hai vợ chồng. Gia đình thì cũng tương đối là không có giàu có, cho nên thành ra cái việc về ở chùa tu khỏi phải cất nhà cái cửa gì cả ha. Những người nghèo như vậy chúng tôi rất là thích, cái gì nhà cửa không có, tài sản cũng không, nó mong vãng sanh. Chứ còn 50 tỷ nằm ở trong ngân hàng, cuối cùng cái đầu lỡ nó ra đi rồi cứ quanh ngân hàng không chẳng sang được, thấy không? Đó, cho nên thành ra là chúng tôi thực sự mà nói như vừa rồi có cô cũng bị lắc cái đầu, cô bị bệnh á, gia đình gửi xuống đây chúng tôi rất quan hệ nhận những người nào mà nghèo đi, cái này chúng tôi nói trước tâm bảo, không phải nói lấy lòng lấy lệ, mà ai thiệt là nghèo không nè, và ai mà gì mà đang vô cái cảnh cơ hàng khổ đau cứ đem về chùa chúng tôi nuôi hết. Không nè, chúng tôi nhận hết những người nghèo như vậy người ta mới tha thiết tu. Không nè, không phải là giàu không tha thiết, nhưng mà người ta lo nhiều việc quá, lo phải có tỷ rồi phải kiếm tỷ nữa, phải lo đủ thứ trong chuyện này chuyện nọ nhiều quá, cho nên người ta không có thời gian để tu. Nghèo quá rồi người ta không còn lo cái gì nữa hết, chỉ về để lo tu thôi. Đó, cho nên thành ra thực sự mà nói thì nghèo cũng về tu được, mà giàu về cũng tu được, không sao cả. Không nè, đó thì bây giờ còn hai người còn lại thì một bác già rồi ở dưới đỉnh quán lớn tuổi, mà bác lên trên này bác tu có những cái kết quả cũng rất là vi diệu, và là sau cái bác này sẽ là một người cuối cùng ở rất xa với chúng ta, đó là ở cây này. Thôi bây giờ mời bác ở đỉnh quán lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Kính bạch thầy, kính bạch hai vị cô cùng toàn thể đạo tràng. Tôi là Pháp Danh Diệu Âm Ngạc Công. Pháp Danh Diệu Âm Ngạc Công ở Viên Thị Quán. Chúng tôi lên đây tu thì cũng có một vài ý kiến là cũng nói một cái chuyện của gia đình tôi. Gia đình tôi là như thế này, nói chung thì bình thường thôi, nhưng mà hai vợ chồng tôi thì trước đây quan niệm của tôi là lúc nào cũng nghĩ là vật chất có trước, tinh thần có sau, cho nên nó kiên cố ghê lắm. Tôi không tin gì đạo Phật, nhưng mà tôi lại vận động người bạn đời tôi đi theo chùa, đi theo làm Phật tử. Tôi cũng vận động mất 2 năm. 2 năm thì người bạn đời tôi mới chịu đi. Và trong thời gian đi như vậy thì người bạn đời tôi lại đem cho tôi được kinh sách. Và thông qua kinh sách đó thì tôi hiểu Phật. Và tôi mới được đi theo Phật có trong vòng hơn 1 năm nay. Thì tôi trong vòng hơn 1 năm nay tôi mới thấy rằng là tôi lúc mà tôi vận động người bạn đời tôi đi á, thì tôi chỉ suy nghĩ là không phải đi để bắt xanh, mà vận động đi vì bà ấy là trước đây sống ở miền Bắc rất là khổ, vô cùng khổ cực, nuôi 4 đứa con rất là vất vả,
Cho nên là đi để cho nó giải khuây thôi, chứ không phải là đi để vãng sanh. Nhưng mà đến bây giờ tôi mới hiểu sâu sắc là phải đi để vãng sanh. Và tôi đã đi theo cái con đường này. Và đến bây giờ thì tôi thấy nó tôi chuyển biến rất nhanh. Và tôi ăn chay ngay, tôi không có thời gian nào ăn chay 2 ngày nữa, 4 ngày nữa, mà tôi ăn chay thường luôn. Thì tôi thấy rằng là người tôi vẫn khỏe, chứ không có gì yếu đi cả. Nhưng mà các con tôi thì nó lo, nó bảo là bố ăn chay như thế gầy yếu đi, nhưng mà tôi thì không cảm thấy gầy yếu. Thế và trong 3 ngày tu thì tôi cũng nói thật như thế này: ở nhà tôi tụng kinh Vô Lượng Thọ là mỗi một ngày 2 thời, và mỗi một thời có sáu phẩm thôi, mà tôi cũng thấy mệt. Thế nhưng mà lên đây thì 2 ngày đầu là tụng kinh Vô Lượng Thọ tới 15 phẩm một thời, mà 3 thời như vậy. Thì 2 ngày đầu tôi thấy nó mỏi rã rồi chân tay, tôi tưởng rằng tôi không thể nào tu tiếp được. Thế nhưng mà vì tôi có một ước nguyện là tôi lên để mà tập lễ, tập lạy cho nó thật là chính xác. Và hôm qua Nico nói cái cách lạy của thầy tôi lại rất là hấp dẫn. Thế thì tôi cố gắng tập không được. Thế thì qua quá trình như vậy, và đến ngày hôm qua, đến ngày hôm qua mà thầy cho tụng kinh Vô Lượng Thọ tới hết một đến sáng nay đó là hết một bộ kinh, mà tôi ngồi được từ đầu đến cuối. Tôi chỉ hơi mỏi một tí chứ tôi không phải nhấc chân lên như là trong thời gian trước là có 1/3 của bộ kinh. Thế thì chúng tôi trong 3 ngày tu thì tôi được một cái rất là đáp ứng được cái nguyện vọng của tôi, là tôi đã lạy được rất thực nghĩa. Và tôi mong muốn rằng tôi sẽ đem được cái tụng kinh Vô Lượng Thọ này, với lại đem được cái phương pháp lạy Phật này về cho địa phương chúng tôi, tức là cái chùa mà tôi quy và cái chùa ngay cạnh nhà tôi. Thì tôi cũng muốn đem điều đó đến, nhưng mà không biết có đạt được không cái ý nguyện của mình. Tôi cũng chỉ mong là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà và các thầy, các ni cô và toàn thể đạo tràng hỗ trợ cho tôi để tôi gieo được cái duyên này. Tôi xin cảm ơn. Có một điều hồi nãy xuất hiện một vấn đề, rất là tụng hết một bộ kinh Vô Lượng Thọ sáng hôm nay mà chỉ đau chút xíu thôi, chứ không phải nhắc kinh lên. Có nhiều vị tụng nhưng mà nó đau chân, nó mỏi và cứ trở như là nước bánh tráng, nó đau quá, đúng không? Vậy vẫn cụ vô định là không còn thấy đau. Nhớ nha, nhớ vô định là tập trung không còn thấy đau, mà còn thấy đau nhất hoặc trở qua trở lại là nó chưa vô định. Đặc biệt con cụ này chỉ dẫn nguyện đem cái bộ kinh Vô Lượng Thọ với cái cách lạy tu tập mang về quê. Đây là cái điều mà nó tuyệt vời, đó là cái điều mà dân ngàn đang chờ đợi một con người này. Và chắc là ai khi nghe điều này cũng muốn làm những điều giống như ông cụ. Và chắc là hôm nay 48 vị thiền nam và tính là nữ, còn rất nhiều những người muốn phát tâm để lên nói chuyện. Tuy nhiên thời gian chúng ta có hạn, chúng ta quy định đến 10 giờ. Thì hôm nay nó sẽ đến 10:15, rồi chúng ta sẽ ra phóng sanh 15 phút là 10:30, bắt đầu chúng ta vô tụng Vô Lượng Thọ 1 tiếng đồng hồ là 20 phẩm, chiều tiếp tục tụng nhân phẩm còn lại. Đó là chương trình chúng ta sẽ đưa ra. Và để chúng tôi còn nhớ rằng trước khi phóng sanh thì quý vị ngồi tại chỗ để chúng quý vị nhắc nha, để mà ghi 48 người đăng ký tu nha. Đó. Và nếu không trong số lượng 48 bao nhiêu người này, cố gắng làm sao phát tâm cho đủ 48 người trong pháp hội này, chúng tôi cầm cái phiếu này là xong, khỏi phải đăng ký tới luôn gì nữa hết. Đó là cái điều chúng tôi mong ước quý vị đang sắp xếp chương trình và quyết tâm đi để chúng ta tu tập. Và còn nhiều người có những kết quả vi diệu nữa, mà chắc là khó sau chúng tôi sẽ tổ chức nó sẽ kết quả hơn đây nữa, chứ không phải rằng là chỉ mấy vị thiện nam mà lại được kết quả như vậy, rồi thật sau thiện nữ tính tử không có. Chúng tôi sẽ nghiên cứu bằng cách nào mà các cô mà tu mà lên nói phải hay hơn mấy ông nam bên này nữa mới được. Thì đây là lời cuối cùng.
mà chúng tôi đã lên chương trình các vị này đặc biệt. Mà năm ngoái giờ trước dắt cả đoàn lên đây luôn và về lại chùa ở tại quê nhà, tổ chức cứ một đêm như vậy là 40-50 người tu trường kỳ, chỉ tụng vô lượng thọ và niệm Phật y chang như mình. Các hòa thượng và quý sư cô rất hoan hỷ và thành công. Cứ mỗi lần thành công là chú gọi điện lên chú khoe. Đó, đây là cái kết quả mà chuyên bá của vô lượng thọ. Dạ, xin mời chú, đây là Đức An. Chú Đức An. Xin bạch thầy và quý sư cô cùng các vị đạo hữu đồng tu. Trước khi Đức An nói, Đức An xin mời phương chư Phật chứng minh, Đức Phật A Di Đà liên tòa chứng minh, đây là những lời nói chân thật nhất tận đáy lòng của Đức An. Và Đức An trong những ngày tu tập vừa qua, Đức An có được những cái sự việc gì, xin nói lại cho quý vị đồng tu chia sẻ cùng quý vị. Thì nãy giờ anh Thiện Thời thì anh nói quá hay, và các vị này cũng bài giải nhiều chuyện rất là hay. Thì Đức An cũng không lẽ lên đây mình không nói gì thì cũng cố gắng. Thì quý vị biết lý do tại sao mình đi chùa không? Từ xưa tới giờ mình đi chùa, không biết lý do tại sao không? Thời gian ngắn gọn thì Đức An xin nói luôn. Vì sao? Nếu đúng thì quý vị cho một tràng pháo tay nha. Vì sao chúng ta đi chùa? Vì có Phật, đúng không quý vị? Vì có Phật chúng ta mới đi chùa. Đức Bổn Sa, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bao nhiêu ngàn năm nay đã được tán thán rất là nhiều. Công ơn của Ngài không thể nghĩ bàn được. Ngài đã trải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp để thành Đức Phật. Và Ngài đã vẽ một cái bản đồ cho chúng ta, một cái bản đồ mà Ngài phải trải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Ngài ghi vẽ và Ngài chỉ cho chúng ta một con đường tắt rất là rõ ràng. Này các con ơi, ở phương Tây đó có Đức Phật A Di Đà và 48 lời đại nguyện rất là vi diệu. Mà bây giờ chúng ta đây, chúng ta nói thôi bây giờ tôi đi theo từ đầu và tôi không có đi theo cái bản đồ này. Trong cái đó một người, Ngài đã cực khổ hy sinh vì biết bao nhiêu đại A Tăng kỳ kiếp để vẽ một trăm bản đồ và đưa cho chúng ta một cái môn tu tắc rất là vi diệu. Về nơi đây là không già, không chết, không sanh lại, nương tại nơi đây mà để chúng ta thành Bồ Tát, thành Phật, không bao giờ thối chuyển. A Di Đà Phật. Và cái lợi ích mà 3 ngày qua Đức An nhận thấy được, cái lợi ích về thân, như quý vị thấy, còn chúng ta đi kinh hành giống như chúng ta đi dạo cảnh, mà dạo cảnh Tây Phương đó, Phật A Di Đà đẹp đẽ, thầy tổ chức cái đạo tràng rất là trang nghiêm, rất là vi diệu. Và chúng ta lễ Phật, lại Phật, cũng như là chúng ta tập dưỡng sinh rất là vi diệu. Đó, như hồi nãy giờ là có các chú nói cái chân đau như thế mà lại riết là hết đau. Và cái bác ở Định Quán vừa nói với chúng ta. Còn đây là tôi xin nói với các vị ưu và duy, các vị thì rất thích là mua đồ giá rẻ, hàng khuyến mãi. Và trong kinh Vô Lượng Thọ thì Đức Phật khuyến mãi của ta rất là coi như là không thể nghĩ bàn. Ngài nói rằng tu một ngày một đêm ở cõi Ta Bà bằng 100 năm ở các cõi khác. Vì sao? Vì ở cõi Ta Bà của chúng ta thiện thì ít mà ác thì nhiều. Quý vị thấy không? Một ngày một đêm ở cõi Ta Bà mà bằng 100 năm ở cõi Phật thì tất nhiên một câu niệm Phật ở cõi Ta Bà thì bằng 36.500 lần khi các vị lên đó. Ở đây chúng ta có được quyền chọn hoa sen của chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng tinh tâm tu tập, chúng ta có được quyền chọn trung phẩm, thượng phẩm. Lên trên á khó lắm, tại vì quý vị nếu mà ở hạ phẩm rồi quý vị tu rất là khó mà lên trên cao. Và một cái khuyến mãi thứ hai của Đức Phật A Di Đà là chúng ta chỉ chịu khổ cực một đời ngắn ngủi này thôi, vô lượng vô biên kiếp chúng ta không còn bị đau khổ, không sanh già, không bệnh chết nữa. Quý vị có đồng ý với Đức An không ạ? Thì thời gian có hạn, Đức An cũng xin nhắn nhủ với quý vị
Đây là một câu cuối cùng để Đức An xin sách tấn với quý vị và chính sách tấn Đức An hàng ngày. Quý vị có biết, câu nói là ngàn năm một thuở, nhưng mà Đức An xin lỗi, câu đó cũng chưa chính xác. Phải nói là vô lượng vô biên kiếp một thuở, chúng ta đã lăn lộn vô lượng vô biên kiếp rồi. Và đây là một cơ hội không thể nghĩ bàn khi mà chúng ta đã được làm thân người và biết được Phật Pháp và lại biết được cái pháp môn tịnh độ trong cái thời mạt pháp này. Quý vị đừng nên bao giờ mà để lăn lộn vào trong vòng sanh tử mà chưa chắc gì kiếp sau mình được làm người. Quý vị ơi, Đức An tha thiết mong mỏi rằng chúng ta cố gắng làm sao một đời này, chỉ một đời này thôi, chúng ta vãng sanh. Và đây cái lời nữa là Đức An xin photocopy tất cả những cái lời của anh Thiện Thời đã tri ân thầy và tri ân nhà bếp như thế nào, thì cái đó là anh Thiện Thời đã nói rõ ràng tất cả là cái lòng tri ân. Thì Đức An và 48 vị đồng tu và các quý vị ở đây không biết lấy gì hơn, nguyện đem hết sức mình để tu học một đời này, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để trả công ơn của quý vị. Xin hết. Dạ kính thưa quý vị, thì như thầy cũng có giới thiệu, hồi đêm hôm Đức An cũng có hát một cái bài ca, mà vì mình cũng mới đặt lời cho nên quên bể dĩa, cho nên xin phép được hát lại cái bài này để mà chúng ta sắp tấn với nhau mà hát cái điệu hành khúc cho nó hùng hồ. Chứ mà chúng ta rề rà quá, bây giờ tu tịnh độ là phải hùng hồn, mạnh dạn, giọng mạnh. Quý vị đồng ý không? Nào anh em ta cùng nhau xông pha đi chùa cho đời thương sang, ta nguyện đời này vãng sanh Tây Phương, từ nay ra sức tu hành. Kìa hương bao nhiêu người xưa gian lao tu trì đã về Tây Phương, ta nguyện toàn đời gắn công noi theo ngàn sao gương sáng muôn đời. Ngày nay xin tu để cho mai sau an nhàn không già không chết, nụ cười hiền hòa nở luôn trên môi. Ngày đêm vang tiếng Di Đà, ngày sau lâm chung lòng không quan mang huy hoàng xa lời Phật tử, vì tương lai huy hoàng và đời sau không còn nhiều đau thương cớ sanh. A Di Đà Phật. Thì thực sự mà nói là những điều của quý vị vừa trình bày ra với ngàn thấy rất tuyệt vời. Dĩ nhiên trong đó còn những khe hở, nhưng mà đối với chúng ta thấy những người cư sĩ như vậy là tuyệt vời. Ít cái khi nào lên người ta nói là nói hay không bằng hay nói, nhưng mà mấy người này không có hay nói mà lâu lâu lên nói nghe cũng hay, đúng không ạ? Nhưng mà các hàng cứ nói hoài như vậy là hay nói, nhưng mà nói riết mà không có tu thì nó cũng thành không hay, đúng không ạ? Mà hãy tu chúng ta nói thì nó mới hay. Công nhận mấy hôm nay mấy người này nói hay, cái nhà sẽ đưa vô bản đĩa. Riêng cái đĩa lúc trước, tuần trước, riêng cái đĩa 48 người nữ lúc trước, chúng tôi chỉ ngồi người ta cảm động, người ta khóc. Mấy cái người nữ lúc trước nói, mà hôm nay mà đưa mấy ông này nữa là người ta còn khóc nhè dữ nữa. Hay, mấy người này nói tương đối là có hiệu lực, kết quả tốt nha. Thành ra thì thôi, bây giờ thời gian nó cũng đã là gần chuẩn bị đến rồi. Nguyện đem tâm đứng này hướng về tâm Phật ca đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tình độ. Giới hương định hướng dự huệ hương về thoát giải thoát tri kiến hương quang linh văn đài biến pháp
dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đệ tử Diệu Âm tại pháp hội hiệp Phật A Di Đà hiệp an đức cộng lâm đồng văn tập tu ba ngày. Hôm nay là ngày chủ nhật cộng tu đệ tử Bát Bồ Đề Tâm nên các loài chúng sanh phóng sanh nguyện các vị giải thoát thân xuất sanh quy y tam bảo, dứt tâm niệm Phật vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, sở mong thành Phật nguyện đem công đức phóng sanh này. Trái tay vương mọi từ ngồi trên đề bộ thân nạn gửi cứu khổ ba đường hiểu ai thấy nghe vừa phát tâm bồ đề hết hồ bảo thân này sẵn qua cõi cực lạc. Nam mô chứng minh sư bồ tát, Nam mô chứng minh sư bồ tát, Nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát. Một ngày nào đó các vị được đầy đủ thiện duyên,
đã cái câu A Di Đà Phật này thấm vào tâm quý vị thì chắc rằng chút sau gì các vị cũng sẽ được vãng sanh và gặp cái thực là của Phật A Di Đà. Không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà, và cái nghiệp tham sân sợ chết, cái nghiệp tham, nghiệp si mê, nghiệp sân mạng, ba tâm độc này mà các vị dấp phải, và hôm nay các vị phải mang lời phân chúc sanh như vậy. Hôm nay các vị sám hối ba nghiệp thanh tịnh thì đồng Phật và Tây Phương. Hôm nay các vị được chiến lành trở về pháp hồi là các vị đã nhiều lời nhiều kiếp đã có duyên với Phật pháp nói chung và có duyên với Đức Phật A Di Đà. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các tội nghiệp từ nơi tới từ thân thân cho tâm nguyện khi phát sanh ra che mờ trong tâm bản thân nên phải sanh tử luân hồi ra vào sống mê biển chuyển đến nay các vị đã mang sanh làm chúng sanh thân mạng sống chết mong manh gửi trên chào tới hôm nay các vị có nhân duyên lành với Phật pháp được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với quý vị niệm Phật A Di Đà để vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy y với Phật A Di Đà được một pháp chân là diệu ân khi vãng sanh về cực lạc đồng một danh hiệu là diệu ân Như Lai này. Các loài chúng sanh kia ác người nên nhớ cho khi họ thân chúng sanh hướng thân về Tam Bảo được trở lại làm người đầy đủ gặp chân pháp tinh sâu cùng nguyện biến tiên hiền Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ được chứng ngôi bất thối để độ thân chúng sanh. Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát, Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát. Hôm nay có bao nhiêu lắng nghe đại tăng an tâm tu tâm đồng đồng tu tâm đã nay nhiều lắm không mang son nghe tối tâm chết tu trì đầy bao tội há lại về mang mang trong và đầy chết thường đau khổ lòng bảy thần ba đời rất đau dù cùng hơi cùng tập cùng ta dù theo bao ai cơ hồ còn thắc mắc lâu nàng thân người muôn phần chết nay người thành chắc may bao giờ các Phật thương cho người được thoát thân đến nay lại được nhà thân thác màu vậy người kịp hồi đầu quy Phật chấp 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 quy Phật quy tâm lên lòng thấy hài thân ra tất cả các người nên sám hối nam mô cầu sám hối Bồ Tát nam mô cầu sám hối Bồ Tát nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Hỡi hỡi chúng sanh chịu âm ơi, quy y cả A Di dùng tụng tôn. Hỡi hỡi chúng sanh chịu âm ơi, quy y tăng già dùng chúng tôn. Hỡi hỡi chúng chịu âm ơi, quy y Phật Phật và Thiện Phục. Hỡi hỡi chúng sanh chịu âm ơi, quy y Pháp Phật và Nhà Quỳ. Hỡi hỡi chúng sanh chịu âm ơi, quy y tam bất và tam tăng chúng sanh cả quy y một tòa chúng bằng kiến đều do vô thị tam thân quy từ tâm kiến để mà tham gia chân thầy đều xin sám hối nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đệ tử và chúng sanh đồng sanh về. Đó, thì cô thấy nó cung kính hơn bình thường thế giờ. Mà cái này nó cũng đâu có tốn sức gì nhiều đâu, đúng không? Đó, thành ra bây giờ thì nó cũng nghe cái pháp môn tịnh độ nó dễ mà dễ lắm. Có 10 niệm A Di Đà Phật được vãng sanh, nhưng 10 niệm này phải cảm với Phật. Không biết gì quá trời mà chưa cảm được là do sao? Cái tâm lực mình đó chưa đặt đó, đau cả cộng hồn đau rồi cái sức khỏe yếu chưa được cảm. Bây giờ mình phải làm mình cảm với Phật. Phật xuống Phật như nào? Đúng rồi, có cảm giác không? Tốt quá rồi. Đại chúng trong này mọi người có ai muốn vãng sanh không? Vậy là ai cũng muốn vãng sanh, cô thấy không? Thầy cũng muốn vãng sanh, mấy người trẻ trẻ này muốn vãng sanh hết. Thấy chưa? Thì đến với cụ bây giờ là cơ thể như vậy là phải vãng sanh về với Phật thôi ha. Thì cụ vãng sanh về với Phật là những cái đĩa này thầy quay này, thầy để lại cho mọi người, người ta coi á. Thấy cụ đau đớn già như vậy nè, ho nói không được mà cụ vẫn bị vãng sanh. Thấy chưa? Thì như vậy đó là người ta nương nơi cái hành trạng này, nương nơi cái hình ảnh này, nương nơi cái công đức niệm Phật của cụ mà cụ độ nhiều người lắm. Thấy không? Cái đó mới là cái tuyệt vời ha. Còn mấy cái kiến thức, còn những cái mình hiểu biết lúc trước đó là thế gian nó không giải quyết được vấn đề ha. Còn bây giờ cái giải quyết vấn đề là cụ thành tâm niệm Phật. Thầy quý cụ lắm, thầy đưa về đây không có uổng công ha. Uổng công là cụ tha thiết cụ niệm Phật. Cái nhiều người người ta niệm không được, vô niệm mà cái đau đầu người ta đuổi hết à, không có cho niệm. Bắt đầu cụ bị đau đầu mà đây cụ khỏe rồi ha. Tốt quá. Rồi cụ biết cái ơn á, là cụ phải vãng sanh được cụ mới giải quyết được, cụ mới trả ơn được nha. Xuống đây độ lại thầy, về bên đó là đủ thần lực về, rồi xuống đây gia hộ là cho pháp hội độ con cái. Chứ giờ cái thân này đâu có độ gì được nữa đâu, nằm một chỗ. Mà cái ơn cụ mang nhiều lắm, người ta đút cho cụ nè, người ta dẫn cụ đi vệ sinh nè, người ta đưa cụ ăn cơm rồi, mà cụ không vãng sanh là cụ mắc nợ. Bây giờ những người này cụ đâu có sanh đẻ người ta ra đâu, đúng không? Đúng không? Mà bây giờ mình phải mang ơn người ta, đáng lẽ nó phải vãng sanh. Nếu mà lúc trước mà cụ tu hành tinh tấn là nó phải đau bệnh mà già nó nằm như vậy đâu, nó tự tại vãng sanh rồi, thấy chưa? Nhưng bây giờ mình chưa biết tu thôi, bây giờ cũng không buồn ha. Thì cụ cố gắng cụ tu để cụ đáp lại cái ơn này. Người ta thức đêm thức khuya người ta niệm Phật cho cụ, người ta lo từng ly từng tí cho mình. Thì bây giờ muốn được trả ơn thì mình phải vãng sanh, mình muốn vãng sanh phải nhất tâm niệm Phật, được chưa? Cụ cố gắng nha. Thầy nghĩ chắc cụ không bao lâu nữa cụ về với Phật. Đạo Phật Như Đà chuẩn bị xuống rồi đó. Bây giờ cái năng lực 48 người này người ta tu mạnh lắm, người ta hồi hướng hết cho cụ luôn. Rồi cụ cố gắng cụ nằm xuống, cụ niệm Phật cho thầy trước đây. Đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, thị từ chấm tích Quang Lâm pháp hội niệm Phật A Di Đà phóng ngọc hào quang, gia hộ cho Phật tử diệu âm thiện toàn, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, sớm vãng sanh về cảnh cực lạc. Khi cụ vãng sanh về cảnh cực lạc, được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đầy đủ thần lực để quay lại cõi ta bà này, gia trì cho pháp hội niệm Phật và đồng thời gia hộ cho chư vị Phật tử, đồng thời gia hộ cho toàn thể thân bằng quyến thuộc. Và đây cụ đã thành tâm chấp tay để cụ nhất tâm niệm Phật Di Đà, nguyện Đức Phật Di Đà phóng ngọc hào quang gia hộ cho cụ biết trước giờ lâm chung, tinh thần được tỉnh táo sáng suốt. Đức Thế Chí cầm kim đài trao đỡ gót, Đức Quan Âm cầm cam lồ rưỡi nơi đầu, Thế Chí kim đài trao đỡ gót. Trong một sát na là cụ đã vãng sanh về cảnh cực lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, và Đức Phật A Di Đà đang chuẩn bị xuống đón cụ. Cho đến giờ đây cụ phải nhất tâm quên hết hoàn cảnh bên ngoài để cụ sớm được về cảnh giới cực lạc. Khi cụ được về cảnh giới cực lạc thì những người người ta phát bồ đề tâm để theo cụ về cực lạc, công đức của cụ vô lượng vô biên. Giờ đây cụ nhất tâm niệm Phật theo thầy, quê mạng lễ A Di Đà Nam mô Tây Phương Cực Lạc.
Di Đà Phật, A 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 Bye.
Trong hào
Ta di đà Phật, 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 ta di đà Phật
Vọng thì ta có, tịnh còn chân tâm, nhưng chân tâm ở nơi đâu? Bao nhiêu năm lạc lối trong cõi ta bà như kẻ cùng tử. Ta vốn dĩ quen tìm miếng cơm manh áo, tìm tiền tài danh lợi, hầu mong được an lạc, hạnh phúc. Thế nhưng cái hạnh phúc an lạc đó có tìm được trong tiền tài danh vọng hay không? Không có hạnh phúc nào hơn là ta biết tìm về cõi Phật. Không có sự an lạc nào hơn là ta thực hành đúng lời Phật dạy. Vạn vật vô thường, luân hồi đau khổ. Con người cứ bị cuốn theo những dòng quay. Hãy tự mình làm cuộc đổi thay. Những bước quyết tâm trở về chốn cũ, nơi ấy là bình yên vĩnh viễn, là an lạc luôn luôn trong cảnh giới chân thường. Người ơi, sao mãi đêm rồi đi, người đi cứ gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ
tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà, giản đơn thôi người đừng đánh mất. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương.